Những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay: Bình Phước chuẩn bị phương án y tế khi số ca F0 vượt 10.000 ca. Khánh Hòa đón những du khách Nga có hộ chiếu vaccine đầu tiên. An Giang, trùm buôn lậu 10 tường bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Khánh Hòa tăng cường tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm. Giải độc đắc 214 tỷ đồng của Vietlott có chủ trong ngày Giáng sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể kiểm tra học kỳ 1 bằng bài thực hành dự án học tập. Lâm Đồng khởi động lại trung tâm giới thiệu sản vật tài nguyên. Bình Thuận nhiều cơ hội cho người nước ngoài đến lập nghiệp định cư. Xin kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ và mở đầu chương trình trưa nay là những thông tin đáng chú ý về tình hình chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định số 3220 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi số ca mắc COVID-19 đang điều trị trên địa bàn tỉnh từ 10.000 đến 20.000 ca, thông tin từ truyền hình Bình Phước. Trong phương án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra các giải pháp trọng tâm đảm bảo công tác y tế kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cụ thể là nâng cao năng lực thu dung điều trị theo mô hình tháp 3 tầng và nguyên tắc 4 tại chỗ, hướng đến điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nặng và nguy kịch, hạn chế tối đa tử vong, đẩy mạnh triển khai thực hiện quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ tại nhà, tại nơi lưu trú và tại doanh nghiệp, tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, trường học, kiểm tra phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, bến xe, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại đảm bảo hiệu quả, tăng cường quản lý rủi ro tiêm chủng, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh Bình Phước về lực lượng trang thiết bị y tế, hướng dẫn điều trị bệnh nhân COVID-19. Về các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thường xuyên rà soát cập nhật các cấp độ dịch, bám sát với thực tế tình hình dịch, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn COVID-19, tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết, phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. Thưa quý vị, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương ở tỉnh Cà Mau. Công tác xét nghiệm đã và đang được triển khai tích cực để kịp thời phát hiện, điều trị và ngăn ngừa cách ly người bệnh, góp phần khống chế được dịch bệnh COVID-19, thông tin từ truyền hình Cà Mau. Tuy nhiên, để tiếp tục tăng cường bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn Chất lượng Xét nghiệm trước mắt tập trung thực hiện tăng cường công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm, đánh giá chất lượng sinh phẩm xét nghiệm, trong đó tập trung vào xét nghiệm SARS-CoV-2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao để hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 12, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Anes Việt Nam tổ chức lễ đón khách du lịch Nga có hộ chiếu vaccine đến Khánh Hòa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng đã đến dự lễ chào mừng những vị khách Nga đầu tiên đến với Nha Trang Khánh Hòa sau gần 2 năm vắng bóng do dịch COVID-19, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Khánh Hòa nồng nhiệt chào đón 335 hành khách, trong đó có 226 khách Nga trên chuyến bay số hiệu ZF743 của hãng hàng không Azur Air cất cánh từ sân bay quốc tế Nukovo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 đến sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 7 giờ sáng hôm nay. Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành du lịch Khánh Hòa sau nỗ lực phục hồi từng bước phát triển trong giai đoạn bình thường mới. Sau khi hạ cánh, du khách thực hiện các thủ tục nhập cảnh, sàng lọc sức khỏe, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Đoàn khách lưu trú tại một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở bãi dài Cam Lâm, Vinpearl Nha Trang, những nơi được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác. Thật sự rất vui khi được đi du lịch sau thời gian dài các quốc gia đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Đây là lần thứ 6 tôi quay lại Việt Nam, đi cùng với hai con nhỏ. Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp để tham quan, chất lượng dịch vụ tốt, con người thân thiện. Trong những ngày lưu trú tại Khánh Hòa, du khách Nga được tham quan, trải nghiệm nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Dự kiến từ nay đến ngày 23 tháng 3 năm 2022, hãng hàng không Azur Air và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Anex Việt Nam tổ chức 25 chuyến bay đưa khách Nga đến Khánh Hòa với tần suất 2 chuyến bay một tuần, bình quân trên 300 du khách một chuyến bay. Tổng lượng khách Nga dự kiến khoảng 8.000 người. Hiện nay nhu cầu khách Nga cũng như một số thị trường khách quốc tế muốn đi du lịch Việt Nam rất lớn, nhưng còn vướng một số khó khăn về việc tiêm vaccine, mở cửa hàng không, thủ tục đối với khách có nhu
cầu thăm thân nhân. Thử nghiệm thì cũng mới chỉ cho phép từ Moscow đến Cam Ranh, cho nên cái thị trường nguồn nó cũng bị hạn chế. Thì rất là mong sắp tới Việt Nam mình cũng như phía Nga thì xem xét hai bộ ngoại giao phải làm việc với nhau để có một cái hướng giải quyết để khách Nga có nhiều cơ hội hơn đến Cam Ranh ở tất cả các thành phố. Vì ở Nga có khoảng gần 50 thành phố lớn, nhưng hiện nay chúng tôi chỉ được phép bay từ Moscow. Đối với lại cái việc mà chuyển tiếp, ví dụ như là chương trình du lịch 7 ngày thì đến ngày thứ 7 mà khách du lịch quốc tế có nhu cầu thăm thân thì cái việc chuyển tiếp về các địa phương thì hiện nay chúng tôi cũng đang kiến nghị với lại các cơ quan cấp trên có một cái sự hướng dẫn thống nhất đồng bộ để khi tạo cái điều kiện thuận lợi cho khách có cái nhu cầu về thăm thân đối với lại các cái địa phương mà không có thực hiện cái chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Sự kiện những vị khách Nga đầu tiên quay trở lại sau gần 2 năm ngành du lịch bị đóng băng vì dịch bệnh COVID-19 cũng đã cho thấy bước thành công ban đầu của sự liên kết giữa các đơn vị lữ hành với những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng cùng hợp tác phục vụ du khách có hộ chiếu vaccine. Nha Trang Khánh Hòa tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn, luôn mong muốn tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, liên quan đến các vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do 10 tường cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức là 10 tường, sinh năm 1969, cư trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú về tội rửa tiền, thông tin từ truyền hình An Giang. Từ năm 2010 đến năm 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, đồng thời cho người thân, người làm công, đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, 10 tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng. Ngoài ra, 10 tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ công an An Giang, số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được. Như vậy, đến nay 10 tường đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố 10 tường tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Còn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 10 tường về 5 tội danh, gồm tội buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Lâm, sinh năm 1988 tại Nha Trang, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Khoảng 15 giờ ngày 24 tháng 12, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Phạm Ngọc Lâm tại căn hộ số 15, tổ 15, phường Mai, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang thì phát hiện trong phòng có 57 viên nén màu xanh và màu hồng, 18 bịch ni lông chứa chất tinh thể trắng. Lâm khai nhận số viên nén và chất tinh thể trắng trên là ma túy thuốc lắc và ma túy khay. Quá trình điều tra xác định, khoảng một tuần trước đó, Lâm vào thành phố Hồ Chí Minh mua 60 viên ma túy thuốc lắc và 20 bịch ma túy khay để sử dụng và bán kiếm lời, nhưng chưa bán được cho đối tượng nghiện nào. Sau đó, Lâm lấy ma túy khay để sử dụng thì bị phát hiện và bắt giữ. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 12, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng liên ngành đã phát hiện bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển 19 tấn bột hóa chất nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn biên giới huyện Tịnh Biên, thông tin từ truyền hình An Giang. Trước đó, vào sáng ngày 25 tháng 12, tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67H01057 do tài xế Thái Đức Tính, sinh năm 1991, trú tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, điều khiển, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển 19 tấn bột hóa chất carbon có nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tính không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương Khánh Hòa đã điều tra, triệt phá nhiều nhóm đối tượng nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư. Theo ghi nhận từ truyền hình Khánh Hòa tại thành phố Nha Trang, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Đây là số hung khí, vũ khí nguy hiểm được công an thành phố Nha Trang thu giữ trong quá trình điều tra một vụ gây rối đánh nhau tại đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước giữa hai nhóm thanh niên vào lúc gần 1 giờ ngày 12 tháng 12. Qua truy xét, công an thành phố Nha Trang đã xác định và tiến hành làm việc với các đối tượng tham gia vụ việc để củng cố hồ sơ xử lý. Còn đây là nhóm đối tượng gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản trong đêm ngày 15 tháng 12 ở thành phố Nha Trang. Lựa những con hẻm vắng khuya, ít người đi lại, nhóm đối tượng dùng kéo nhọn khống chế, uy hiếp rồi gây ra hai vụ cướp tài sản tại phường Phước Hải và Tân Lập, cướp đi một xe máy, một điện thoại và hơn 2 triệu 700 ngàn đồng. Đến lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2021 thì lực lượng cảnh sát đã xác định được nhóm đối tượng tham gia cái vụ cướp ở trên địa bàn Tân Lập, thì lực lượng trinh sát đã tiến hành truy bắt. 4 đối tượng này đã thừa nhận và nội dung cái vụ cướp là vào lúc 19 giờ thì 4 đối tượng này không có tiền tiêu xài, bàn cái kế hoạch đi cướp tài sản. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được công an thành phố Nha Trang thực hiện từ ngày 15 tháng 12. Sau gần 2 tuần, cơ quan công an đã phá thành công một chuyên án, điều tra làm rõ 4 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, phát hiện bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác tuần tra vũ trang đảm bảo khép kín địa bàn được tập trung đẩy mạnh. Bên cạnh đó, công an cơ sở tăng cường tuyên truyền vận động cho nhân dân, các biện pháp phòng ngừa tội phạm, củng cố lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư. Thì có thể nói là trong thời gian thực hiện mệnh lệnh từ 5 ngày, từ ngày 15 đến 20 tháng 12, thì lực lượng công an thành phố Nha Trang cũng đã triệt phá một số nhóm đối tượng, trong đó có các một nhóm đối tượng gồm 3 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và 2 nhóm đối tượng là cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Thì với tinh thần đó thì lực lượng công an thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục phát huy và chỉ đạo các cái công tác nghiệp vụ kết hợp với công tác tuần tra chính sát và lực lượng tuần tra công khai sẽ tuần tra xử lý dứt điểm các cái vụ việc gây rối trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Thời điểm cuối năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động của một số loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thường có xu hướng gia tăng. Do đó, lực lượng công an sẽ tăng cường tối đa các biện pháp, vừa đấu tranh trấn áp, vừa nâng cao ý thức tự phòng, tự quản cho nhân dân. Thưa quý vị, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xác định một vé trúng giải độc đắc jackpot một trị giá là 214 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 vào tối ngày 25 tháng 12, thông tin từ báo Người Lao Động. Dãy số mang lại may mắn cho giải độc đắc nói trên là 06, 08, 23, 25, 33 và 35. Ngoài ra, Vietlott cũng đã tìm ra hai vé số cùng trúng giải thưởng Jackpot 2 trị giá 2,7 tỷ đồng một giải. Cũng trong kỳ quay lần thứ 664 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 nói trên, ngoài một giải Jackpot 1 và hai giải thưởng Jackpot 2, Vietlott đã tìm ra 20 giải nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.676 giải nhì, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 35.622 giải ba, mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Thưa quý vị, trước băn khoăn lo lắng của một số phụ huynh học sinh về tính chính xác, khách quan của chất lượng bài kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến đối với học sinh phổ thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo đã cho biết hiện nay thì học sinh chỉ còn 4 bài kiểm tra đánh giá định kỳ, thông tin từ báo Người Lao Động. Bài kiểm tra có thể thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính, cũng có thể qua bài thực hành hoặc dự án học tập để các thầy cô, nhà trường lựa chọn một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học lưu ý, hiện nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã trao quyền cho các nhà trường quyết định hình thức kiểm tra đánh giá trong trường hợp bất khả kháng không thể đến trường. Hiệu trưởng các trường quyết định cách thức thực hiện để đảm bảo công bằng, minh bạch rõ ràng, đặc biệt đánh giá đúng năng lực học sinh. Bài kiểm tra đánh giá định kỳ, kết quả đánh giá định kỳ phù hợp với kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá đúng năng lực học sinh. Trước những lo ngại kiểm tra trực tuyến có thể dẫn đến kết quả kiểm tra đánh giá thiếu trung thực, chính xác, ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, giáo viên và phụ huynh cần hiểu rằng kiểm tra chỉ là nhất thời.
bản thân bố mẹ cũng cần nghiêm khắc để kiểm tra con đạt được năng lực đến đâu, chứ không phải phó mặc cho nhà trường. Phụ huynh nên nhìn nhận, đánh giá định kỳ trực tuyến ở khía cạnh tích cực, đánh giá đúng năng lực người học thay vì lo lắng gian lận. Tất nhiên, các nhà trường vẫn có các biện pháp giám sát qua camera, theo dõi trong thi bình thường. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học lưu ý, nếu điểm kiểm tra định kỳ có những trường hợp học sinh có điểm cao bất thường so với điểm kiểm tra thường xuyên, các trường có thể kiểm tra đánh giá lại. Việc kiểm tra đánh giá được thực hiện theo quy định chung, công khai, minh bạch, tuân thủ theo quy định, tháo gỡ những khó khăn bất thường xảy ra trong quá trình học. Bộ Giáo dục Đào tạo không thể đưa ra quy định chung áp dụng cho hàng triệu giáo viên học sinh. Chúng tôi rất đồng tình, chia sẻ và mong nhà trường sẽ thực hiện tốt việc dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, ông Thành nói. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng cho hay không quy định cứng về hình thức kiểm tra học kỳ 1. Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch COVID-19, các trường chủ động quyết định hình thức kiểm tra phù hợp. Nếu diễn biến dịch bệnh tại địa phương được kiểm soát, nhà trường có thể đảm bảo các điều kiện an toàn và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, có sự phê duyệt của cấp quản lý trực tiếp thì có thể tổ chức cho học sinh đến trường làm bài kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến. Có sự phê duyệt của cấp quản lý trực tiếp thì có thể tổ chức cho học sinh đến trường làm bài kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tiếp. Trường hợp học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục tiểu học có trách nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về Phòng Giáo dục Đào tạo trước khi thực hiện. Thưa quý vị, nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến về hàng hóa, dịch vụ, đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi nâng giá gây sốt thị trường, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết vui tươi tiết kiệm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành phương án bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán và dự phòng các tình huống của dịch bệnh. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đơn vị mở rộng mạng lưới kinh doanh, tổ chức tốt hệ thống kênh bán lẻ. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình bình ổn thị trường kết nối cung cầu, đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân. Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ở các vùng nông thôn, tăng cường tuyên truyền thông tin đầy đủ, kịp thời chính sách quản lý điều hành của nhà nước, kịp thời ngăn chặn xử lý các hiện tượng đầu cơ gom hàng gây sốt giá, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân và trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên theo dõi kiểm tra và tổ chức chu đáo an toàn các hội chợ xuân, phục vụ nhu cầu mua sắm vui xuân của nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Song song đó, chú trọng các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng được bán tại các vùng nông thôn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Thưa quý vị, liên tục 4-5 chuyến biển đã qua, tại cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, luôn có cả trăm tàu cá xa bờ neo đậu lại mà không vươn khơi khai thác. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hiệu quả khai thác thấp, ngư dân thua lỗ, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Theo thống kê của Ban Quản lý Cảng Hòn Rớ, trong chuyến biển tháng 12 vừa qua, chỉ có 76 tàu cá xa bờ đi khai thác trở về cập cảng Hòn Rớ. Sản lượng thủy sản qua cảng chỉ đạt 273 tấn, trung bình mỗi tàu chỉ khai thác được khoảng 3,5 tấn. Tính chung từ đầu năm đến nay, lượng tàu cá cập cảng Hòn Rớ cũng giảm sút nhiều, chỉ đạt 5.805 lượt, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản qua cảng giảm 12,6%. Đại diện Ban Quản lý Cảng Hòn Rớ lý giải, nguyên nhân của tình trạng tàu cá nằm bờ năm nay chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Từ sau khi cảng mở cửa hoạt động trở lại, thì ngư dân lại gặp khó khăn do chi phí chuyến biển tăng cao, nhất là chi phí nhiên liệu, trong khi giá bán thủy sản lại thấp, nên ngư dân vươn khơi khai thác gặp thua lỗ đành cho tàu nằm bờ. Hiện nay, tuy giá bán thủy sản tăng nhưng lại gặp thời tiết mưa bão, nên nhiều chủ tàu không mặn mà vươn khơi. Thưa quý vị, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa khô năm 2021-2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa khô 2021-2022, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện về phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức thực hiện các đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình,
nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chủ động điều tra cơ bản địa bàn lĩnh vực, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, rà soát các khu vực công trình cơ sở có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố để chủ động phòng ngừa, tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh, kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuyên truyền vận động người dân, các đơn vị quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt phát sinh ở trong rừng và ven rừng, nhà ở sát rừng. Xây dựng, lắp đặt nội quy, biển báo hiệu, cấp dự báo cháy rừng, biển cấm lửa tại những vị trí phù hợp, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, canh gác nhằm phòng ngừa phát hiện sớm các điểm cháy rừng để chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. Thưa quý vị, sau gần một năm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm Giới thiệu Sản vật Tây Nguyên tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đã khởi động lại các hoạt động trưng bày và quảng bá sản phẩm đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sau khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Tại đây, quy tụ gần 100 mặt hàng bao gồm các sản phẩm của ngành ươm tơ, dệt lụa, trà, cà phê, hàng thủ công mỹ nghệ của hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các sản phẩm được trưng bày quảng bá để tiếp cận với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đây là các sản phẩm của các doanh nghiệp đã xây dựng thương hiệu và khẳng định được chất lượng sản phẩm qua các chứng nhận đạt được của các ngành chuyên môn như các sản phẩm chứng nhận OCOP, VietGAP, v.v. Cũng thông qua trung tâm này cũng là kênh kết nối các tour du lịch cho du khách khi tham quan các tour du lịch làng nghề tại thành phố Bảo Lộc và các địa phương lân cận. Được biết, mô hình này sẽ được duy trì và mở rộng để xúc tiến thương mại và kết hợp khai thác tiềm năng và thế mạnh của du lịch canh nông, du lịch cộng đồng. Thưa quý vị, trong những năm qua, Việt Nam là quốc gia và địa điểm lý tưởng dành cho người nước ngoài muốn sinh sống và làm việc tại một môi trường hoàn toàn mới mẻ. Và Bình Thuận cũng là một trong những địa phương thu hút đối tượng này khi mà có điều kiện thời tiết ôn hòa, những bãi biển đẹp, ẩm thực thì đa dạng và nền văn hóa độc đáo. Bên cạnh đó thì sự nỗ lực cải cách các chính sách để thu hút đầu tư cũng như là cải thiện môi trường kinh doanh của chính quyền địa phương cũng đã khuyến khích nhiều người nước ngoài đến định cư, thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Năm 2012, Mũi Né là cái tên hoàn toàn xa lạ đối với chị Christy Claire Mellon, quốc tịch Úc. Ở thời điểm đó, du lịch Việt Nam đang phát triển và chị đến Mũi Né như một thử nghiệm. Thế nhưng hơn 9 năm gắn bó, khí hậu con người và nhịp sống yên bình của xứ biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Giờ đây, Christy đã trở thành cái tên quen thuộc với những người làm du lịch tại Mũi Né, bởi chị là một trong những thành viên tích cực trong các hoạt động kích cầu xây dựng thương hiệu du lịch Bình Thuận, vừa phát triển kinh tế, vừa chung tay bảo vệ môi trường biển tại địa phương. The warmth. Điều ấn tượng nhất đối với tôi trong suốt những năm qua là sự ấm áp từ con người ở đây. Mọi người rất dễ thương và quan tâm nhau. Mặc dù tôi sống một mình, nhưng mọi thứ rất tuyệt, cứ như là đang ở nhà. Tôi muốn du khách biết đến Mũi Né, Bình Thuận nhiều hơn nữa thông qua công việc kinh doanh du lịch của mình. Thoải mái và bình yên, tôi thật sự mong muốn được sống ở đây mãi. Không chỉ có chị Christy, mà du khách từ nhiều quốc gia khác nhau đều có chung cảm nhận như vậy. Sau những chuyến du lịch, nhiều người đã tìm đến Mũi Né để gắn bó và lập nghiệp. Hầu hết các công việc cũng đều liên quan đến du lịch, như nhân viên bán hàng, điều hành tour, kinh doanh nhà hàng. Một nhà hàng đầy phong cách giữa lòng thành phố Phan Thiết do chính anh Sergei Krivekov thiết kế. Gắn bó hơn 8 năm, anh Sergei Krivekov yêu mảnh đất này vì thời tiết hiền hòa, con người thân thiện. Ngoài ra, anh cũng rất thích tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Tất nhiên điều khó khăn nhất mà tôi gặp phải là rào cản ngôn ngữ. Tuy vậy, dần dà tôi cũng làm quen với mọi thứ. Lúc đầu thì tôi chơi các môn thể thao biển, sau đó quyết định mở nhà hàng này. Tôi không có bất kỳ trở ngại nào khi làm các thủ tục hành chính. Chính quyền rất tạo điều kiện để tôi mở hoạt động kinh doanh tại đây. 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc sống của cộng đồng người nước ngoài sống tại Bình Thuận cũng gặp không ít khó khăn. Không có thu nhập, tự xoay sở chi tiêu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng họ cảm thấy an toàn và yên tâm với lựa chọn của mình. We got help from the government for the vaccination. Rõ ràng là trong mùa dịch thì ai cũng khó khăn cả, nhưng chúng tôi đã được chính quyền hỗ trợ tiêm vaccine. Những khu phong tỏa còn được hỗ trợ đồ ăn, thức uống nữa. Tôi thấy rất ấm áp.
Tôi hy vọng nhịp sống sẽ trở lại bình thường để chúng tôi có thể kinh doanh trở lại. Xuất phát điểm và lý do chọn vùng đất đầy nắng và gió Bình Thuận để lập nghiệp của nhiều người nước ngoài có thể khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội phát triển sự nghiệp, thì chính cái tình của con người xứ biển đã tạo nên sự gắn kết thân thương. Mọi rào cản ngôn ngữ được thu hẹp, những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận cũng góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Họ đang gắn bó vùng đất này bởi có quá nhiều dự định và tình yêu dành cho nơi được coi là quê hương thứ hai. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ chuyển nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan, cũng như sử dụng NetLove. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.